chào các em, chào mừng đã quay trở lại với kênh Ami Channel. Ngày hôm nay thì chị Ami có một hộp slime. Cái hộp này là hộp để làm slime luôn ha. Chúng ta sẽ cùng nhau mở ra và làm slime cùng nhau, cũng như là review cái hộp đồ chơi này luôn. Ở phía sau này thì họ còn có miêu tả cho chúng ta biết cái chấp nhận ma quái này là như thế nào. Thì slime là một dạng vật chất lưỡng tính đặc biệt, một dạng trung gian mang đến những đặc tính chung của cả thể rắn lẫn thể lỏng. Có thể cầm nắm như chất rắn, có thể kéo giãn như chất dẻo, có thể tách rời, tạo thành dòng chảy như chất lỏng và đặc biệt có tác dụng rửa sạch, sát khuẩn tay, đồ dùng hoặc dùng để hóa trang. Đặc tính biến hình mềm dẻo, kéo giãn, kéo sợi, biến đổi đặc tính trong nhiệt độ môi trường. Wow, và chúng ta có rất là nhiều. Đầu tiên là một cái hộp keo trong. Tiếp theo là một cái chai dung dịch để làm nhờn hoặc là dung dịch làm đông. Kế tiếp là chai keo sữa ha. Đó. Và một hộp slime đã có sẵn ở đây. Chị thấy bên trong hiện tại có khá là nhiều nước, tí nữa chúng ta mở ra xem. Rồi kế tiếp là mình sẽ có hai cái nắp hộp. Đây, hai cái hộp được cho để chúng ta có thể làm slime. Hai cái muỗng nhỏ màu xanh và màu hồng, rất dễ thương. Cùng với một số cái khuôn tạo hình. Cái này thì chúng ta có thể tạo hình cho đất sét hoặc là slime cũng được. Và ba loại màu nước. Những cái khuôn tạo hình này rất đẹp. Và có một cái thanh dài sử dụng để cắt slime. Rồi chúng mình sẽ đọc lại cái tờ hướng dẫn này một chút ha. Chúng ta sẽ bắt đầu làm slime cùng với nhau ha. Còn cái hộp slime có sẵn này thì sau khi mà chị làm xong rồi, chị sẽ lấy ra so sánh xem như thế nào. Đầu tiên chị sẽ làm một cái loại chất nhờn ma quái với keo trong. Ở đây công thức pha chế là trộn nước và keo theo tỷ lệ 1:1. Chị sẽ bắt đầu cho keo vào và cho thêm nước với tỷ lệ 1:1. Dùng cái muỗng nhỏ này khuấy cho thật là đều. Lúc này thì chị thấy cái keo trong nó đã loãng ra. Bây giờ thì mình sẽ pha màu. Cái slime này thì chị sẽ pha màu nước màu cam. Những cái màu nước này thì nó hơi bị vón cục lại rồi, cho nên rất là khó để chúng ta có thể hòa tan ra. Màu đã đều rồi, chị sẽ cho cái dung dịch làm nhờn vào ha. Đầu tiên chị sẽ cho 2 giọt. Và cũng dùng cái muỗng này khuấy đều. Và chị cũng thấy là nó đang có hiện tượng đông lại. Những cái phần keo đông lại thì nó đang dính vào trong cái muỗng ha. Thì chị sẽ tiếp tục khuấy đều để xem cái slime này có thành công hay không. Rồi như các em thấy thì sau một khoảng thời gian chị Ami khuấy thì ra được một cục như thế này đây. Nhưng mà chị thấy nó hơi dính tay, vẫn còn dính tay và còn bị vón cục lại nữa. Còn rất là nhiều keo ở trong cái hộp, nó không có đông đặc lại. Chị nghĩ là do cái phần dung dịch làm đông này nó khá đặc ha, cho nên là mình cho ít thì nó cũng làm cho slime bị cứng. Đây, bây giờ slime của chúng ta nó bị cứng lại. Và tất nhiên là như thế này thì không chơi được rồi. Chị rất tiếc khi mà cái slime đầu tiên này thất bại ha.
thôi, bây giờ chị sẽ cùng các em làm cái thử cái slam tiếp theo để xem có thành công không nhé. Đối với cái slam thứ hai này thì chị đã đổi cách làm, đổi một chút xíu thôi, là chị sẽ sử dụng keo sữa nè. Keo sữa này cũng cho sẵn ở bên trong luôn. Đó, chúng ta sẽ đổ ra một lượng vừa phải như thế này. Còn đối với chai dung dịch làm nhờn thì chị sẽ pha với một ít nước. Cái lượng nước này hơi nhiều, chị sẽ đi đổ ra một chút. Rồi, đây là lượng nước vừa phải rồi ha. Mình sẽ pha với một ít dung dịch làm nhờn cho cái dung dịch này nó loãng ra. Còn về phần keo sữa thì chị cũng sẽ pha thêm một chút xíu nước thôi. Rồi pha thêm màu vào, chị sử dụng màu vàng ha. Rồi mình sẽ khuấy đều. Màu vàng đã đều rồi. Mình sẽ bắt đầu cho dung dịch làm đông vào và cũng dùng muỗng khuấy cho đều ha. Chị sẽ vừa khuấy và vừa cho thêm cái nước dung dịch vào, nhưng mà cho từ từ và cho rất là ít. Và sau một hồi chị Ami khuấy thì nó ra một cái hỗn hợp như thế này. Thì chị thấy là hình như là thành công rồi đó các em. Chúng ta sẽ không cho thêm dung dịch làm đông vào nữa nha, vì nếu mà cho thêm thì slime này sẽ bị cứng lại. Chị sẽ sử dụng tay để bắt đầu lấy ra và nhồi nhồi cho cái slime này đều nhau. Giờ thì cái slime này nó đã không còn dính tay nữa và có vẻ là chơi cũng khá ổn. Có thể banh to ra như thế này luôn. Đó, các em thấy không? Vậy nếu như bạn nào mua cái hộp này về thì nhớ là phải pha lỏng dung dịch làm đông lại nha, nếu không là sẽ làm thất bại. Chị sẽ bỏ slime vào trong hộp và chúng ta sẽ mở cái hộp slime có sẵn ra xem. Slime này có màu xanh, khá là mềm. Wow, chơi rất là đã các em. Slime này thì chị nghĩ là làm từ keo trong rồi. Nhìn nó khá là trong suốt. Và nếu như mà làm với keo trong thì chúng ta cũng phải pha dung dịch loãng ra nhé. Cái slime làm bằng keo sữa của chị Ami nó hơi cứng một chút, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng chơi được với những cái khuôn đất sét mà trong hộp này cho sẵn. Đây là một cái khuôn hình cây. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thử. Đó, chị lấy ra được một cái hình như thế này. Tuy là nó không đẹp cho lắm ha, nhưng mà chơi cũng khá là vui. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng mở một cái hộp làm slime, cùng nhau làm và chơi slime. Nếu các em thích video hãy nhớ nhấn like và subscribe cho kênh nhé.
nhấn chuông thông báo nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye bye.